Xin chào các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Hôm nay sẽ là một tập đặc biệt của chuyên mục RTK Radio, chuyên mục lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần, kể cho các bạn nghe những câu chuyện mới mẻ, độc đáo của Tokusatsu tới từ những cuốn tiểu thuyết, truyện chữ hoặc manga, vân vân. Với dự án đầu tiên là Kamen Rider Ryuki War of If, chúng ta đã cùng nhau đi qua 7 tập radio, bao gồm 4 chương truyện và chuẩn bị bước vào chương cuối cùng. Hôm nay, để cùng chuẩn bị đón chờ cái kết của loạt truyện này, hãy cùng RTK Media chúng mình hệ thống lại toàn bộ chuỗi sự kiện đã xảy ra trong những chương trước nhé. Giờ bắt đầu thôi. Mọi chuyện bắt đầu với cái chết của luật sư Kitaoka Shuichi. Thông tin về người đàn ông xấu số qua đời vì căn bệnh ung thư đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Shinji, Ren và Yui cùng ngồi tại quán trà gia đình và nói về vấn đề ấy. Ren bày tỏ sự thờ ơ trước sự ra đi đột ngột của Kitaoka và chế nhạo Shinji vì sự tốt bụng tới mức ngây thơ của cậu ta. Một rider nữa đã rời bỏ cuộc chơi. Điều này thực chất là một lợi thế cho những ai còn sót lại. Nhưng sự thật đó lại khiến cho Shinji thực sự phẫn uất. Anh bực dọc bỏ đi tới dinh thự của nhà Kitaoka. Ở đó, Shinji chứng kiến tình cảnh một kẻ đột nhập đã tới phá nát căn phòng của Kitaoka và đả thương người quản gia, Goro. Kẻ đó chính là Asakura Takeshi, người đang rất sôi máu trước cái chết của tên kỳ phùng địch thủ. Trước sự xuất hiện của Shinji và e ngại rằng cảnh sát sẽ ập tới, Asakura đã vội bỏ chạy. Tại quán trà, Ren nhận được cuộc gọi từ bác sĩ của bệnh viện nơi Eri đang điều trị, nói rằng cô đang trong tình trạng rất nguy kịch. Nhưng trước khi anh kịp rời đi, thì Psycho Rock, Monster của Kamen Rider Alternative đã chui ra từ thế giới gương và bắt cóc Yui vào bên trong, buộc cho Ren phải đuổi theo. Quay trở lại với Shinji, anh đã đuổi kịp Asakura. Hai người henshin và bước vào bên trong thế giới gương để chiến đấu. Ren khi đó cũng đã ở trong thế giới gương dưới nhân dạng Kamen Rider Knight để truy đuổi Psycho Rock và các Alternative. Cuộc chiến giữa Knight và các Alternative đã lan tới gần cuộc chiến của Ryuki và Oja. Knight đã liều mình lao tới đỡ đòn cho Ryuki trước cú đâm chí mạng của Oja và bị trọng thương. Rider deck của anh cũng đã bị phá nát ngay sau đó. Trước tình thế cấp bách, Ryuki đã kêu gọi Drag Rider tới để giải vây và đưa Ren ra khỏi thế giới gương. Tại đó, Ren tiết lộ sự thật cho Ryuki biết rằng có nhiều hơn là hai Alternative đang trực chờ để chiến đấu với cậu ta. Xong, để có thể cứu Yui, Ryuki vẫn liều mình quay trở về thế giới gương một lần nữa. Còn Ren dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đi tới bệnh viện. Cùng lúc đó, Tiger tới đụng mặt với Ocha. Cuộc chiến giữa hai bên nổ ra và Tiger bị áp đảo một cách nghiêm trọng. Khi suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới sự tàn nhẫn của Ocha, Ryuki đã đến giải vây kịp thời giúp cho Tiger chạy thoát. Cuộc chiến còn dang dở giữa Ryuki và Ocha lại một lần nữa tiếp diễn. Tiger thoát thân và tiếp tục cùng các Alternative thực hiện nhiệm vụ bắt cóc Kanzaki Yui. Họ đã tóm được cô và đưa về viện nghiên cứu của trường đại học Semein, phòng 401, nơi Kanzaki Shiro đã tạo ra thế giới gương và cuộc chiến của các Rider. Quay trở lại với trận chiến của Ocha và Ryuki, Ocha đã rút ra thẻ bài Survive Shippu, thứ mà hắn đã lấy được khi đả thương Ren, để tiến hóa lên hình thái Ocha Survive. Với sự khát máu, tàn bạo tới đáng sợ của mình, Ocha đã sử dụng Final Vent kết liễu Ryuki trước khi cậu ta có thể sử dụng lá bài Final Vent của mình. Trước khi bị thế giới gương nuốt chửng, Shinji đã bắt gặp một bóng đen bước tới trong tâm trí, đó chính là Kido Shinji của thế giới gương. Trong giây phút tuyệt vọng trước cái chết và mong muốn cứu được Yui bằng mọi giá, Shinji đã lập giao kèo với bản thể trong gương của chính mình và trở thành Kamen Rider Ryuga. Tới với Ren, anh vẫn đang cố gắng tới bệnh viện sớm nhất có thể trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Nhưng nỗ lực của anh dường như đã quá trễ khi Erisa đã chút hơi thở cuối cùng. Đau nhói, răng xé trước nỗi đau mất đi người thân yêu duy nhất, Ren chẳng còn mục đích nào để tiếp tục chiến đấu nữa. Deck của anh thì cũng đã vỡ vụn rồi, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để có thể đi giải cứu cho Yui. Ngay lúc đó, Kanzaki Shiro xuất hiện, thờ ơ trước nỗi đau mất mát của Ren. Hắn ngỏ ý trao cho cậu Odin Deck để trở thành con rối của hắn ta, Kamen Rider Odin. Ban đầu, Ren còn do dự từ chối, nhưng thực chất thì những lá bài Survive mà anh và Shinji sử dụng cũng là sức mạnh tách ra từ Odin hoàn thiện mà thôi. Vậy nên anh dùng sức mạnh cấm này hay không thì cũng đâu có gì quá khác biệt. Trước tình thế chẳng còn gì để mất nữa, Ren đã chấp nhận giao kèo. Henshin.
Sau khi bước vào bên trong thế giới gương, Kanzaki và Odin đã đụng mặt Kamen Rider Ryuga. Kanzaki đã ra lệnh cho Ryuga tới để giải cứu cho Jui thoát khỏi tay của đám Alternative. Quay trở lại sau khi Ocha hạ gục Ryuki, hắn đã được Kanzaki Shiro kêu gọi tới chiến trường nơi có Kamen Rider Odin đang chờ đợi sẵn. Ở chỗ của giáo sư Kagawa, Jui phát hiện ra rằng có tất cả 13 Kamen Rider Alternative đã được tạo ra để làm đối trọng cho 13 Kamen Rider của Kanzaki Shiro. Cô cũng đã được giáo sư Kagawa hé lộ sự thật về sự qua đời của cô trước kia và mục đích cuối cùng mà Kanzaki Shiro đang theo đuổi khi phát động cuộc chiến Rider. Ngay lúc đó, Ryuga đã tới tấn công căn cứ của giáo sư Kagawa. Bản thể bóng tối sa ngã đó đã lấy mạng toàn bộ các Alternative đang hiện diện bên trong căn phòng. Jui và Kagawa đã kịp bỏ trốn ra khỏi tòa nhà, nhưng Ryuga thì vẫn tiếp tục đuổi theo. Không còn cách nào khác, Jui buộc phải bị lấy mạng ngay lúc này để âm mưu của Kanzaki Shiro đổ bể. Nhưng trước khi Kamen Rider Tiger kịp tung ra đòn kết liễu, thì Ryuga đã lao tới đỡ đòn cho Jui. Ngay lúc đó, ý chí của Kido Shinji lương thiện đã quay trở lại. Anh liền dùng Final Vent để hạ gục Tiger. Sức cùng lực kiệt, trước vết thương chí mạng, Shinji chỉ kịp nói ra những lời trăng trối cuối cùng trước Jui, rồi thân thể dần tan biến và ý chí chìm vào màn đêm vô tận. Ở trận tử chiến cuối cùng giữa Ocha và Odin, khi hai bên đã chiến đấu rất căng thẳng, thì một Alternative còn sót lại đã tới trên ngang, khiến cho Odin bị mất cảnh giác, tạo cơ hội cho Ocha sử dụng Venoviper tấn công. Nọc độc từ con rắn hổ mang kia đã ăn mòn chiếc mặt nạ của Kamen Rider Odin, làm lộ ra gương mặt của Aki Yamaren, người đang bị ý chí của bộ deck thao túng. Hai bên cùng sử dụng Final Vent để lao vào quyết tử với nhau. Xong, ngọn lửa phượng hoàng tối thượng của Odin đã thiêu cháy Asakura Takeshi, lúc này đang ở dưới hình dạng của Kamen Rider Ocha Survive. Thật là trớ trêu, Asakura chỉ có một mong ước là chiến đấu và được chiến đấu mãi mãi. Nhưng sự tồn tại của lá bài Time Vent vốn cũng đã quá đủ để cho cuộc chiến này kéo dài theo cách mà Kanzaki mong muốn rồi. Và hắn cũng sẽ đảm bảo rằng Asakura không thể là người chiến thắng sau cùng. Giờ tất cả các Rider đã tử trận và chỉ còn lại Odin. Điều ước cuối cùng đã hiện hình. Nhưng trước khi Odin kịp chạm tay vào sức mạnh tối thượng ấy, thì Kamen Rider Alternative ban nãy đã lộ diện thân phận. Đó là Kanzaki Jui. Đứng trước cái chết của Shinji, Jui đã cầu xin giáo sư Kagawa một ân huệ để trở thành Kamen Rider Alternative và đi ngăn chặn anh trai mình. Bất ngờ trước sự xuất hiện của em gái, Kanzaki đã vô tình đánh mất sự kiểm soát của Kamen Rider Odin và giúp cho Ren lấy lại được ý chí. Ren nhớ lại toàn bộ những ký ức đau thương và những điều kinh khủng mà anh đã làm. Cuộc đối thoại giữa Kanzaki Shiro, Ren và Jui đã tiết lộ nguyên do mà Ren trở thành con rối mang tên Kamen Rider Odin, cũng như mục đích mà Kanzaki đang theo đuổi. Để có thể cứu lấy em gái mình, hắn cần phát động cuộc chiến Rider để tìm ra những sinh mạng mạnh nhất. 13 mạng đổi 1 mạng. Tuy vậy, đây hoàn toàn không phải là điều Jui muốn. Cô không muốn bất kỳ ai phải vì cô mà chịu khổ và hy sinh tính mạng cả. Nhưng mặc cho lời cầu xin từ Jui, Kanzaki một lần nữa ra lệnh cho Kamen Rider Odin chạm lấy sức mạnh đó và thực hiện điều ước. Ý chí của bộ deck một lần nữa đã nuốt lấy Ren. Và khoảnh khắc đó, anh đã bị buộc phải hy sinh thân mình để trao lại sinh mạng tối thượng cho Jui. Sau cùng, trải qua biết bao nhiêu đau thương, tâm trí của Ren cũng đã có thể đoàn tụ cùng Eri ở phía bên kia thế giới. Thân xác anh tan biến rồi chìm dần vào hư vô. Vậy trên đây là tất cả những diễn biến đã qua của 4 chương đầu Kamen Rider Ryuki World of If, hay chính là 7 tập RTK Radio đã phát sóng vừa qua. Vậy là chỉ còn một chương nữa thôi là World of If sẽ kết thúc. Mong rằng video này đã có thể giúp cho các bạn hiểu được tường tận hơn những diễn biến đã xảy ra trong Kamen Rider Ryuki World of If, để sẵn sàng bước vào cái kết của loạt chuyện này. Chúng mình sẽ còn tiếp tục đem đến những câu chuyện thú vị khác trong chuyên mục RTK Radio. Dù đây chỉ là một chuyên mục phụ trên kênh và không thu hút quá nhiều người xem, nhưng vẫn mong rằng những bạn yêu thích chuyên mục này sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình bằng việc like, share video, cũng như subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない！